Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Mấy hôm nay tình hình thế giới rất là phức tạp rồi. Chúng ta thấy là chuyện của Hồng Kông, chuyện thương chiến, chuyện của Đài Loan, rồi chuyện của Kirk, rồi bây giờ tới cái chuyện của sáng nay thì ông Tập Cận Bình nói chuyện với tại Nepal. Nhân tại Nepal đó, thì ông ta đưa cái lời nhắn ra là những ai can thiệp vào vấn đề của Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng thì sẽ bị nghiền nát ra. Thì nó kinh khủng. Vấn đề này, còn quan điểm của Mỹ về vấn đề Hồng Kông cũng đang được nói tới nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến cho tất cả quý vị. Thì giáo sư Dũng cùng chúng tôi gửi đến cho quý vị bộ đề tài của Đài Loan. Dự tính cái bài đó thì anh Mùi sẽ nói chuyện ngày hôm nay, như ta thưa tuần trước. Nhưng mà tại vì cái khi mà ngày 10 tháng 10 nó dồn dập những sự kiện của Đài Loan á, thì chúng tôi mới bàn với anh Dũng, thôi để anh Mùi sẽ nói đề tài khác thương chiến nó phù hợp vào cái thời gian tính của vấn đề. Và ngày hôm nay anh Mùi sẽ đề cập vấn đề thời gian tính. Còn trước đó, ngày 10 thì chúng tôi nói chuyện với anh Dũng về cái vấn đề mà quốc khánh song tập của Đài Loan. Và ngày hôm nay thì luật sư Duyên cũng vừa nói chuyện về đề tài người Kirk. Vì sao Kirk bị đồng minh Mỹ đâm sau lưng giống như Mỹ đã từng đâm sau lưng Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây vấn nạn mà trong cộng đồng Việt Nam chúng ta tranh luận nhiều. Thì chúng tôi mời quý vị theo dõi. Và ngày mai, ngày mốt, nếu có chuyện thì chúng tôi sẽ trở lại chuyện của bài thứ 9. Trong đó có vấn đề của tướng Lê Mã Lương. Có thể nói rằng ít có vị tướng nào trong Việt Nam có cái lòng ái quốc, yêu nước nồng nàn, muốn tâm nguyện giữ tròn biển đảo và chủ quyền lãnh thổ như Lê Mã Lương. Nhưng mà Lê Mã Lương đang bị tấn công tứ bề thọ địch trong nước hiện nay. Sau khi ông đòi đến hỏi thăm sức khỏe Bộ Ngoại giao, nếu để mất cái bài thứ 9, thì chúng ta thấy rằng người biểu tình để chống Trung Cộng để bảo vệ đất nước thì bị bắt ở tù, bị đánh đập. Tướng thì có thể bị vào tù. Tất cả những ý kiến nào hãy đụng chạm tới Trung Quốc, đụng chạm tới vấn đề bán nước, đều bị trả giá rất là nặng nề. Thì chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Và từ xa nửa vòng trái đất, chúng tôi xin cảm ơn tướng Lê Mã Lương cùng những tướng lãnh khác đã đặt cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ lên trên tất cả mọi thứ khác. Xin cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi đi ra một lãnh vực mà có thể nói rằng rất là quan trọng, đó là thương chiến của Mỹ, bầu cử Mỹ. Và người cùng thực hiện chương trình này của chúng tôi không ai khác hơn chính là người bạn của chúng tôi vào cuối tuần, đó là Nguyễn Ngọc Mùi. Xin mời anh. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin kính chào quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Đồng thưa quý vị, thì tuần vừa rồi rất là nhiều đề tài, mà đặc biệt đề tài á, mà luật sư Nguyễn Hồng Duyên về anh Nguyễn Xuân Nam vừa nói chuyện á, là vấn đề Kerr, tức là liệu rằng là Mỹ phải đâm sau lưng chiến sĩ đồng minh của mình hay không, đó rất là hấp dẫn. Chắc là quý vị vào trong truyền hình Kali Today á, để xem cái buổi nói chuyện đó, để quý vị biết được cái tình hình của thế giới nói chuyện đồng như thế nào. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi nói chuyện vấn đề trade war, tức là cuộc chiến thương mại giữa Trung Cộng và Mỹ. Mà cuộc chiến này anh Nam hả? Bây giờ tính đến hôm nay khoảng là 18-19 tháng rồi hả? 18 tháng. 18 tháng, dạ. Thế là cuộc chiến cũng rất là gay cấn, chứ không phải là cách dễ dàng, giống như là khi mà Tổng thống Donald Trump vào tháng 2 năm 2018 khởi động cái phong trào, tức là đánh cho Trung Cộng sụp đổ hoàn toàn. Không phải đánh cho nền kinh tế, mà đánh cho cái hệ thống điều hành của Trung Cộng và cái cơ cấu của Trung Cộng sụp đổ luôn. Đó là cái mục tiêu của Tổng thống Donald Trump. Nhưng đến hôm nay thì quý vị thấy rằng là cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đó. Thì trong một thời gian là hữu chiến hay đình chiến cái vấn đề mà đàm phán giữa hai bên, thì bây giờ đã nối lại cuộc đàm phán được rồi thưa quý vị. Thì cái đàm phán vừa qua như thế nào? Tức là có phía bên Tổng thống Donald Trump á, đạt được những cái gì thưa anh Nguyễn Xuân Nam? Cái điều thứ nhất á, mà anh em chỗ tôi nhận xét như này, tức là bên phía Tổng thống Donald Trump á, tức là ông đạt được một cái vấn đề thế này. Vấn đề thứ nhất á, tức là hạn chế cái thương chiến leo thang nữa. Và đồng thời một điều á, tức là Tổng thống Donald Trump mà muốn thể hiện cái kinh nghiệm
của mình là người có khả năng thương thuyết, gọi là deal maker mode, tức là ông thể hiện rằng tức là một người có khả năng thương thuyết mọi lĩnh vực, nhất là về thương thương mại. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai á, thưa quý vị, cái điều mà khó khăn cho tổng thống Donald Trump á, thì cái trong cái phần mà có nói rằng là vấn đề cái thắc mắc là cái khó khăn mà cứ dai dẳng đeo đẳng trên vai ở trên đầu tổng thống Donald Trump cho đến hiện nay luôn. Tức là cái thắc mắc và cái đeo dai dẳng như thế nào, tức là một cái thắc mắc hoặc là một câu hỏi mà cứ dai dẳng như vậy, người ta hỏi ủa cái cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ được phát động đánh vào Trung Cộng, mà tổng thống Donald Trump trước đây từng nói rằng là cuộc chiến này đối với tổng thống Donald Trump rất là dễ dàng và thắng cách dễ dàng, nhưng mà cho đến nay cũng chưa ngạc ngụ đi đến đâu. Đó là người ta gọi là ignoring question, tức là một cái thắc mắc, một câu hỏi mà dai dẳng đeo trên đầu tổng thống Donald Trump, thì hôm nay tổng thống Donald Trump đã giải quyết được. Đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa, tức là hôm vừa rồi thì tổng thống Donald Trump đối mặt được cái đoàn là đàm phán của Trung Cộng mà dẫn đầu là phó thủ tướng Lưu Hạc Nguyễn Xuân Nam ha. Mà tổng thống Donald Trump vào ngày hôm thứ sáu đã bắt tay thủ tướng Lưu Hạc tại phó thủ tướng ở tại tòa Bạch Ốc tại Oval, tức là nơi cái văn phòng bầu dục á, Nguyễn Xuân Nam ha. Đó. Như vậy tổng thống Donald Trump là một cường quốc bắt tay vào phó thủ tướng là trưởng phái đoàn là đi đàm phán trong cái vấn đề thương kiện. Thế như vậy thì nói sơ qua là cái tình hình vừa qua như vậy. Thế thì như vậy tổng thống Donald Trump được gì? Tức là tổng thống Donald Trump tuyên bố đã được một thỏa thuận gọi là sơ lược hay là tạm thời thương trường này. Thưa anh, dạ. Có thể nói rằng sau 18 tháng với khoảng gần 15 lần mà 13 ra. 13 lần. Dạ. 13 lần sau gần 15 lần để nhóm họp với nhiều phái đoàn khác nhau ở trên hai thủ đô Bắc Kinh và Hoa Thành Đố, thì cái điều lạ lùng là cái tiến bộ giờ này thì thụt lùi. Nó thụt lùi. Đầu voi đuôi chuột. Dạ. Và tại vì sao như vậy? Tại vì khởi đầu của chiến tranh thương mại á, thì bắt đầu từ cái chỗ mà cái khiếm ngạch thương mại, bất quân bình thương mại, Mỹ nhập cảng nhiều từ Trung Cộng và Trung Cộng nhập cảng quá ít từ Mỹ, nó tạo cái bất quân bình trong cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng, thì nó gây cho Mỹ rất là khó chịu. Và giải thích một cái hiện tượng đó là cái hiện tượng mình thấy được bằng con số, còn hiện tượng không thấy được con số mà nó dẫn đến cái tình trạng đó là hiện tượng làm ăn bất công bằng, unfair practice. Nào là ăn cắp sở hữu trí tuệ, ăn cắp phát minh sáng kiến, nào là chuyển giao kỹ thuật, nào là subsidy, lấy công ty quốc doanh đụng cạnh tranh công ty tư nhân, rồi chính phủ lại tài trợ cho công ty quốc doanh, rồi nào là vấn đề lũng đoạn tiền tệ, nào là vấn đề mà ngăn chặn thị trường, ngăn sản cấm chợ, đủ thứ. Thì có hai cái vế thứ nhất là vế mua bán thương mại, cái vế thứ hai là tạo ra những sự thay đổi mà anh Bùi vừa nói, đó là structural changes, là những cái sự thay đổi cấu trúc căn bản để bảo vệ cái việc mua bán nó bình đẳng, công bằng về lâu về dài và hai bên cũng có lợi. Đó là mục tiêu của thương chiến. Nhưng cho đến giờ này đó, thì hai bên đã thỏa thuận phần một, cái điều một, cái điều sơ bộ. Nhưng mà phải nói rằng cái phần mà structural changes, những cái sự thay đổi về mặt cấu trúc đó, thì gần như không có thay đổi gì hết. Gần như không thay đổi cái điều gì hết. Vấn đề không có những điều kiện nói về vấn đề sản phẩm trí tuệ, rồi chuyển giao kỹ thuật, rồi vấn đề subsidy về vấn trợ giá của chính phủ, vấn đề đóng cửa thị trường tài chính, về vấn đề đóng cửa thị trường vân vân, đủ thứ, gần như còn nguyên một cái mảng còn nguyên. Đó là cái mục tiêu của như vậy, cái mục tiêu căn bản của Mỹ á, là bất thành.
Trước đây đó đã có một vài lần họ đạt tới mức độ đó trước đây 15 tháng, 16 tháng trước. Nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng thứ nhất là phải gắn với cái thay đổi về cấu trúc. Và không ký. Thứ hai là ông Trump không chấp nhận cái vấn đề ký một từng phần mà ký a grand deal, là một cái ký cái một cái thỏa hiệp lớn, a good deal, một thỏa hiệp tốt đẹp, và a bad deal, a not good deal, ông không công ký. Nhưng mà tất cả những điều đó đó bây giờ đều bỏ qua bên hết và trở về cái điều mà trước đây 15 tháng ông phản bác không chịu ký vấn đề này. Thì ta nói như vậy, 15 tháng nay tan nát để làm cái giống gì vậy? Làm tan nát nó làm giống gì vậy? Và những vấn đề yêu cầu Trung Cộng thay đổi cấu trúc và căn bản á, thì gần như bây giờ nhắm mắt làm lơ, có thể chờ giai đoạn 2, hợp đồng giai đoạn 3, nhưng mà cái đó là nó mơ hồ á. Cái thứ nhất, chị giải quyết được vấn đề là gì? Giải quyết được vấn đề là Trung Cộng hứa có thể, chứ không phải là khẳng định, mua tới 50 tỷ cái tiền nông phẩm. Mà nếu quý vị vào trong cái văn phòng thống kê của liên bang đó, thì mình thấy từ năm 2014 cái đây 5 năm, Trung Cộng nhập một năm là khoảng 25 tỷ nông phẩm của Mỹ. 26, 27, 28 nó xuống chút xíu, nó còn khoảng 20 tỷ. 29 tụt xuống nhiều, chưa tới 10 tỷ. Như vậy đó, là cái chiều hướng nó đi xuống. Thì giờ nếu mà Trung Cộng mua nó 50 tỷ, nếu và có thể, chứ chưa chắc. Muốn biết là phải thực tế hợp đồng đã xuất ra đi bao nhiêu ta mới sau này, nhưng mà có thể họ mua tới 50 tỷ, up to, 50. chứ không phải là sẽ mua 50. Cái đó nó khác, cho ngôn ngữ nó khác cho 10. Tôi có thể trả anh, ví dụ như là anh có thể đi làm, lương có thể up to 500 ngàn một năm, nhưng có khi anh kiếm 50 ngàn năm mà. 5 ngàn đó, Học ít hơn nữa vậy. thì hỏi ít hơn. Bởi vì sao? Up to mà. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi mới qua Mỹ, mặc dù ở tại Sài Gòn mình là giáo sư anh văn rồi. Nhưng mà khi qua Mỹ rồi, khi mà tôi điêu cái nhà đầu tiên mà tôi mua, tôi bị lộn cái chữ đó, thì tôi nhớ dai lắm. Nó kêu, nó cho tôi cái bonus up to $10,000 để làm cái closing cost. Tôi mừng quá, tôi ký cái rẹt. Tôi nói chưa, tới tới cái chục ngàn. Nhưng mà sau nó cho tôi 4 ngàn mấy, tôi đã sang văn bản như vậy, tôi nói up to. Nó có thể lên mức đó mà có thể ít hơn. Cho nên mình up to là có thể tới 50 ngàn, 50 tỷ. Và cũng có thể chỉ có 5 tỷ thôi. We don't know. Chúng ta không biết chắc. Đúng không? Thứ hai là họ cũng hứa, theo ông Trump là họ hứa, có thể họ mua 20 tỷ máy bay Boeing. Nhưng mà có thể maybe, cho nên cái ngôn ngữ trong một vấy vị, cũng nói là cái thường thường viết cái điều như vậy đó, nó mất khoảng 5 7 tuần lễ, hai bên cãi nhau chữ nghĩa, và có khi cái chữ viết xuống hai bên đọc lại không chấp nhận, sửa tới sửa lui, coi khi nó trái với cái văn bản ban đầu đã nói, bởi vì hai bên vẫn nói miệng chưa có văn bản gì đó. Thì ai muốn nói thì nói, có văn bản đâu. Nhưng mà cho dù văn bản nó xảy ra chăng nữa đó, đúng như điều mà mấy vị vừa nói đó, thì cũng là một cái bước thụt lùi rất là lớn. Mà một cái điều và đầu voi đuôi chuột, nó không ra giống gì hết đó. 18 tháng vô ích. Cho nên có một số cái kinh tế gia, tí mùi sẽ trao đổi quý vị rõ hơn là các kinh tế gia nhận định như thế nào. Nhưng mà có thể nói rằng người Mỹ cho đến giờ này chấp nhận cái điều và không như cái điều mà mình muốn. Cho đại buổi. Thưa quý vị, thì ngày hôm thứ Sáu khi mà Tổng thống Donald Trump đến Tòa Bạch Ốc và nó chỗ là phòng bầu dục, thì tuyên bố rất là rõ ràng, tức là chúng ta đã chiến thắng và chúng ta có một cái thỏa thuận sơ bộ hoặc là thỏa thuận phần một với Trung Cộng. Và Tổng thống Donald Trump đưa ra hai điều. Điều thứ nhất á, là phía Trung Cộng họ chấp nhận mua nông sản thực phẩm của Hoa Kỳ.
Tức là bên phía Trung Cộng á, họ cũng nhắm vào cái nơi giới nông dân á, và đồng thời Tổng thống Đô Trung cũng muốn là cái giới nông dân được hưởng lợi. Tại Việt Nam biết trong cái thời gian khi mà đánh thuế như vậy á, thì chính quyền của Hoa Kỳ đã trợ giúp cho giới nông dân đến 28 tỷ, hai lần, 28 tỷ. Như vậy tiền bù lỗ và đồng thời tiền khuyến khích, và đồng thời tức là thay vì hàng hóa sản xuất không được á, qua Trung Cộng á, thì hàng hóa Tổng thống Đô Trung, nếu hàng hóa không qua được Trung Cộng thôi cứ sản xuất ra đi để tôi cho các nước tôi làm thiện nguyện, phải không? Các nước cần đến thì đó. Thế quý vị thì như vậy cái nơi giống sản nông sản nông dân họ cũng gặp những cái khó khăn anh Nguyễn Xuân Nam, cả thứ nhất là mùa màng và thời tiết nữa, phải không? Và gặp khó khăn cả thứ hai nữa về cuộc chiến thương mại do Tổng thống Đô Trung phát động. Thì cái đợt này thì Tổng thống Đô Trung tuyên bố rất là mạnh dạn lắm, tôi là chúng ta chiến thắng và người nông dân đã chiến thắng rồi. Tức là phía ở trong cộng có thể mua từ 40 đến 50 tỷ Mỹ kim về nông sản thực phẩm của Hoa Kỳ. Đó điều thứ nhất ông công bố. Và điều thứ hai Tổng thống Đô Trung công bố nữa, các công ty của Hoa Kỳ có thể tiếp cận thị trường tài chính ở trong cộng. Đó. Thế như vậy Tổng thống Đô Trung dõng dạc tuyên bố là tuyết ra liền, thấy rằng bằng liền cũng giống như là thứ sáu tuần trước quý vị, khi mà Bộ Lao động đưa ra thì con số tỷ lệ thất nghiệp xuống khoảng 3.5% và công ăn việc làm nhiều, thì tổng thống quân như đấy là một sự chiến thắng của tôi rồi, tôi cũng giống như ngày hôm thứ sáu vừa rồi như vậy. Nhưng quý vị thấy rằng bây giờ mình trở lại trước ngày thứ sáu và ngày thứ năm á, thì anh Nam cũng nhớ phía Trung Cộng, học phía Trung Cộng á, họ nói rằng là chắc là họ về sớm, đúng không? Họ về sớm trước thứ sáu, đúng không? Có nghĩa xong thứ sáu xong rồi họ về liền. Đó. Thì quý vị không biết sao thì như vậy, phía đoàn Trung Cộng đứng ta dựng trưởng phái đoàn á, tức là phó tướng Lưu Hạc, có thể lưu lại cho đến khi mà gặp tổng thống Trung ở tòa Bạch Ốc, và đồng thời hai người bắt tay rất là tay bắt mật mừng lắm. Thì bên phía tổng thống Đô Trung á và những người mà ủng hộ của tổng thống họ nói rằng chúng ta đã có một cuộc chiến thắng rồi, tức là sau một thời gian tức là đè vai gánh nặng trên đầu tổng thống Đô Trung vấn đề mà cuộc chiến của Trung Cộng, thế bây giờ chúng ta đã có một cái điều cả thứ nhất cả thứ hai nữa, và ông ta nói thế này, bây giờ chúng tôi thể hiện ra là cái vấn đề cái khả năng thương thuyết của tôi đó. Thưa quý vị thì như vậy cái điều đó chỉ có là một phần tổng thống Donald Trump, chỉ đây là một phần một mà thôi, và cái phần một này chưa có một văn bản nào hết, mới trao đổi qua bằng lời nói, trao đổi qua nhau mà thôi. Và tổng thống Donald Trump nói có thể rằng là mất thêm một vài tuần nữa rồi trở thành một văn bản, và khi một buổi họp ở Chile thì có thể là tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình hai bên ký kết được cái hợp đồng đầu tiên này trên cửa sổ này đó. Như vậy để mình xem thử cái vấn đề tổng thống Donald Trump tuyên bố đó có đúng trong cái tình hình của buổi họp đó hay không, tức là có những cái khác biệt. Bên phía Trung Cộng khi được hỏi công một câu hỏi cũng giống như tổng thống Donald Trump vậy, thì liệu rằng cái thỏa thuận nó đạt được những cái gì ở phía Mỹ, ở phía Trung Cộng, thì bên phía Trung Cộng thì họ không trả một lời gì hết. Và ông Phó Thủ tướng Lưu Hạc thì ông nói chuyện với một phóng viên thôi, Nguyễn Xuân Nam, thì trong cái trả lời thì phóng viên đó thì nói chung thì ông cái phóng viên đó họ nói rằng là chỉ có cooperation mà thôi, chỉ có là hai bên hợp tác với nhau để làm, chứ không ông Phó Thủ tướng Lưu Hạc không đưa ra một vấn đề nào, không không có nói là những cái dự kiện gì hết mà phía bên tổng thống đó trông vậy. Thì ngay cả trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh á, Mình ông cái đại diện có cố vấn về tài chánh của tổng thống Donald Trump, tức là ông Lighthizer, và ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh ông Mnuchin á thì cũng chưa tuyên bố một cái gì hết. Nhưng sau khi mà tổng thống Donald Trump tuyên bố như vậy á, thì ông Mnuchin và đồng thời ông Lighthizer thì ông có tuyên bố, thì chúng tôi sẽ nói sau hơn. Thế như vậy thì vấn đề đạt được hôm nay á, chỉ có rằng là nội giới nông dân được xuất cảng hàng hóa của mình qua Trung Cộng với cái số tiền lên đến có thể từ 40 đến 50 tỷ, nhưng phía Trung Cộng á, thì họ không nói trả lời chỉ trong mà họ trả lời ok hàng nông sản thực phẩm đó chúng tôi sẽ thôi, người sau này họ dùng chữ will mà thôi, we will buy à, thì như vậy chưa có một thứ chắc chắn nào hết. Bởi vậy do đó sau khi buổi họp rồi, người ta nói trong buổi họp vừa qua và những cái thỏa thuận vừa qua là một điều uncertainly, chưa có một điều gì chắc chắn. Thì sau khi những các bên công bố như vậy thì theo anh cái giới mà kinh tế gia của Mỹ họ phân tích vấn đề này như thế nào? Giới kinh tế gia của Mỹ thì rất nhiều quý vị, thì điều trước tiên thì anh nghĩ rằng là bây giờ ai trước đây ai bị thiệt thòi nhiều nhất là giới doanh nghiệp, đúng không?
về cái giới mà tiêu thụ hàng hóa. Anh biết rằng từ tháng 8 năm 2018 cho đến tháng 8 năm 2019, anh biết người dân đóng thuế tiền mà đánh thuế trên mặt hàng nhập cảng của Trung Cộng bao nhiêu không? 34 tỷ Mỹ Kim. Đúng rồi. Thấy không? Chỉ mới tháng 8 đây không thôi, tức là hình như 20 mấy tỷ. Là từ tháng 8 để cho một xem là một con số để nói cho chính xác 1 tỷ. Như vậy là từ một năm thôi là tăng đến 48% thưa quý vị, tức là sau một năm thôi, từ một tháng thôi mà tăng lên 48%. Chúng tôi sẽ đưa con số cho chính xác cho quý vị sau. Thì như vậy cái giới doanh nghiệp business doanh thương á, suốt nhập cảng, cái giới mà tiêu thụ thì họ nói ok tốt, thì đây là một thỏa thuận tốt. Họ cũng như họ nói chữ nhân nữa, nhưng cái vấn đề chưa hoàn chỉnh cho lắm, họ vẫn thiệt thòi như thường. Như anh biết là 350 tỷ kỳ trước hả, như vậy người dân Mỹ vẫn còn chịu thuế sao nào? Mới 250 tỷ sau này thôi, tức là có hiệu lực ngày 15 tháng 10 đúng không? Như vậy là tạm thời, có như là bây giờ chưa đóng thuế cái số hàng 250 tỷ đó thôi. Thì cái điều đó trước đây Tổng thống Đô Trung cũng đã nói rồi, tạm thời giảm thuế như vậy để cho cái mùa lễ sắp qua đã này. Tại vì hàng hóa qua cái mùa lễ, tức là Thanksgiving hả? Rồi đến New Year hả? Rồi đó, tới những cái hàng hóa để cho người dân đỡ khổ đi 1 tỷ. Nào, thì nhưng sau khi cái sơ bộ này á, thì không có đề cập rằng là Tổng thống Đô Trung nói là hoãn lại, không có như không đánh thuế nữa, chứ không phải là hoãn lại như nào, tức là không đánh thuế trên 250 tỷ đô la mà có hiệu lực sắp sửa ngày 15 tháng 10 á. Đó, thì hoãn lại như vậy. Thì cái giới mà doanh nghiệp xuất nhập cảng như vậy với cái giới mà tiêu thụ giống như là bà con anh em mình như vậy á, thì họ nói ok đó là một điều tốt nhưng chưa hoàn chỉnh cho lắm. Đó là cái giới đó. Còn về các cái công ty mà đặc biệt là các cái công ty mà công nghệ người Việt Nam, thì trong đó có Semiconductor, thì họ nói rằng ok như vậy cũng tốt đó, tại vì các công ty công nghệ tức là có ảnh hưởng gì đến anh Nam, tức là họ bán hàng hóa cho các cái công ty mà công nghệ ở Hoa Kỳ á, cái điều do đó làm cho các công ty công nghệ họ vui lòng, tức là Tổng thống Đô Đông và phái đoàn mà thương thuyết của ông Lighthizer và ông Mnuchin đó, không đề cập vấn đề an ninh quốc gia. Mà vấn đề an ninh quốc gia nó liên quan đến vấn đề các công ty lớn công nghệ của Trung Cộng anh Nguyễn Xuân Nam, trong đó hô của Hoa Kỳ GTE anh Nguyễn Xuân Nam, do đó các công ty công nghệ của Hoa Kỳ là mừng chứ phải không đâu, nhưng họ nói họ mừng như vậy, họ welcome news, tức là họ chào họ đón chào một cái tin mới như vậy, nhưng có một điều họ nói là vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm. Thì như vậy tôi quý vị thấy rằng là những cái đó, tức là những cái phần đó là hai giới đó là họ họ lên tiếng như vậy. Còn nhiều thí dụ như chúng tôi muốn đưa cho quý vị biết rằng là một số nhà họ nhận định, thí dụ như giống như cựu chủ tịch quỹ dự trữ tiền tệ mà cái tòa này á ở Trung Cộng chẳng hạn, thì ta là Esquire Prasad ở Đại học Cornell, thì ông ta nói thế này: thỏa thuận này không giải quyết được bất kỳ nguồn gốc là tiềm ẩn nào của các cái xung đột là của thương mại, tức là cái thỏa thuận này giống như là một cái bản nháp cho vui vậy thôi, chứ giải quyết được một vấn đề cho trang, đó là ông cựu chủ tịch quỹ tiền tệ quốc tế tại Trung Quốc á. Rồi một phát thảo của một thảo luận được công bố hôm thứ sáu vừa rồi á, thì rất là trông giống một thỏa thuận được đàm phán bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Steven Mnuchin và Bộ Thương mại tức là ông Wilbur Ross đã bị là Tổng thống Donald Trump bác bỏ trước đây nhiều lần rồi. Là cái trước của Tổng thống Donald Trump là bác bỏ tất cả những cái phần đưa ra, những phần ngoài Tổng thống bác bỏ hết trơn á. Và chỉ còn mới đây mà thôi này, thưa quý vị, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận á, thì đạt được một thỏa thuận toàn diện và thỏa thuận tốt. Còn ngược lại không thì không có một thỏa thuận nào hết trơn. Mới cách đây một tuần thôi, dân ở đâu xa nữa. Thì Tổng thống Đô Trump nói như vậy. Bởi vậy do là khi mà phái đoàn của Trung Cộng á, dẫn đầu là Phó Thủ tướng Lưu Hoạt để qua đây á, thì giữa họ vẫn còn nghi ngờ vấn đề quyết định của Tổng thống Đô Trump, và họ có nghĩ rằng có thể rằng là họ quay lưng bỏ về sớm, chứ họ ngồi đến giờ. Đó. Và đồng thời trước đó ngay cả Tổng thống Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói thế này: bây giờ chúng tôi không thể tin về phía Mỹ nữa. Tại vì Tổng thống Đô Trump khi nói thế này và khi nói thế khác cho đó, chúng tôi lấy cơ sở nào để tin?
Do đó có thể là không có một cái điều nào đến bên phía bên trong cộng là họ cũng lên tiếng như vậy. Rồi bên bên phía của ông Kutler thì ông nói thế này, thì đấy cái thỏa thuận này trông giống như một cái bản nháp vậy, một cái thỏa thuận nháp vậy, chứ không phải là một thỏa thuận đích thực có một cách cụ thể hơn. Thì nếu như mà viết ra thành văn bản thì có thể thay đổi rất là nhiều nữa. Thì như vậy những cái yếu tố mà căn bản nhất mà trước đây phía phái đoàn của Mỹ đồ hòa phía Trung Cộng bắt buộc nó theo thì vẫn còn nguyên trạng, chứ không có một thay đổi nào hết. Và có những cái căn bản nhất mà trong cái buổi mà đàm phán vừa rồi cũng không đề cập đến nữa sao nào, tức là phớt lờ luôn. Cái mà quan trọng thứ nhất là cái vị biết cái gì, cái như tiền tệ. Mà tiền tệ quốc hội của Hoa Kỳ đã nhiều lần lên án Trung Cộng, tức là không thể thao tác về tiền tệ nữa. Đấu thao tác tiền tệ tức là làm cái chao đảo và làm chênh lệch cái cán cân trên thị trường quốc tế, tức là cái hàng hóa của Trung Cộng có thể hấp dẫn hơn nếu đồng tiền của đô la giữ giá. Do đó vấn đề tiền tệ một quốc hội Hoa Kỳ đã cảnh báo rất nhiều lần, mà tổng thống Donald Trump đã cảnh báo nhưng vừa rồi cũng không đề cập đến. Điều thứ hai nữa mà một số người rất rất thắc mắc, trong đó có một số nhà phân tích họ nói đó là vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump lên tiếng rất mạnh mẽ thời kỳ đó, nhớ Nam còn nhớ không, nếu vấn đề an ninh quốc gia là vấn đề hàng đầu, do đó chúng ta phải đánh cho đến nơi tận cùng, tức là nhắm đến cái công ty Huawei của Trung Cộng, tức là trong công ty lớn nhất khổng lồ về viễn thông, và công ty thứ hai đó là ZTE. Thì như vậy cái hôm thứ sáu và thứ năm thứ sáu vừa rồi cũng phớt lờ không đề cập đến. Như vậy quý vị thấy rằng cả công ty Huawei và cả ZTE họ mừng lắm thưa quý vị, tức là họ vẫn tiếp tục mua hàng hoặc các công ty công nghệ của Hoa Kỳ, không có gì trở ngại hết. Rồi có nhiều thưa quý vị, chúng tôi không nhớ nhiều, quý vị cho chúng tôi xem một tí. Tức là họ nói thế này, cái thỏa thuận vừa rồi á là chỉ qua một loại thuốc giảm đau mà thôi, không phải là pain reliever, chứ không phải là cái thuốc chữa bệnh. Họ nói như vậy thôi, cũng vui lòng quý vị. Thì cái vấn đề như vậy coi như là thuốc mà coi như là giảm đau chút nhẹ thôi. Rồi thôi xin mời anh Nam đã cho để mùi có một vài cái nhận định của anh. Nói chung á là những ai mà theo dõi cái thương chiến trong 18 tháng vừa qua đó, từ ngày Tổng thống Trump phát động đó, thì họ bàng hoàng khi nhận cái điều này, nhận cái thỏa thuận này. Bởi vì nói như anh Bùi vừa nói đó, cái ông Edward Prasad đó, ông là cựu giám đốc của cái toán Trung Cộng, của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF. Ông nói tại trường đại học Cornell, trường đại học danh tiếng của Mỹ, ông nói là gì? Ông nói chẳng có giải quyết bất cứ vấn đề tiềm ẩn lớn nào với hai quốc gia, chẳng giải quyết, không giải quyết được bất cứ một vấn đề lớn tiềm ẩn nào giữa hai nước trong một cuộc tranh thương mại. Trở lại cái vấn đề ban đầu mua bán thêm, tay gia tăng mua gia tăng bán chút xíu là cái như xong. Những vấn đề lớn ở Mỹ đề cập trước đây rất là nhiều, mà cái này đó thì không giải quyết được vấn đề gì. Rồi trở lại cái chuyện gì nữa là một nhân vật khác thì cho rằng thế này, là trước đây á tổng thống phản bác tất cả những cái deal nào mà nhỏ, mà chỉ có hoặc là big deal, cái deal lớn, grand deal, deal bự, deal vĩ đại, deal tốt, và không nhận những cái deal mà xấu, và ông ta bác bỏ tất cả những điều này. Nhưng bây giờ thì chấp nhận điều đơn giản nhất và thấp nhất trong những đề nghị trong vòng 18 tháng vừa qua. Thì người ta hỏi tại sao có sự thay đổi lớn như vậy? Tại sao có sự thay đổi lớn như vậy? Nhiều tờ báo phân tích rằng đây là sự thay đổi chiến lược, a change of strategy. Sự thay đổi chiến lược. Thì vậy tại sao có sự thay đổi chiến lược này, đưa tên mùi? Dạ, thưa quý vị, thì
Cái vấn đề thay đổi chiến lược này thì như vậy là mình để nói thêm cái ảnh hưởng của bên phía Đảng Cộng Hòa này, Sơn Nam, tại vì phía Đảng Cộng Hòa thì luôn luôn hỗ trợ cho Tổng thống vấn đề này, đúng không? Và là người mà luôn luôn đứng phía sau lưng của Tổng thống Donald Trump là anh biết là ông Peter Navarro, thấy không? Tức là những cái vị này luôn luôn là đứng sau Tổng thống Donald Trump để mà ủng hộ đẩy mạnh vấn đề là cuộc chiến thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, làm thế nào đánh tới nơi luôn. Mà nhưng vừa qua thì thượng nghị sĩ ông Charles E. Grassley, tức là tiểu bang Iowa, tức là ông là một trong những người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhiều nhất ấy, thì ông ta nói thế này: ủa tại sao vậy? Giống như anh Nguyễn Xuân Nam nói là 18 tháng qua rồi, bỏ công bỏ sức rất là nhiều như thế này, phải không? Thì người dân Hoa Kỳ đã chịu đựng quá thì nhiều rồi, doanh nghiệp cũng chịu đựng, các công ty cũng bị chịu đựng, tất cả biết bao nhiêu đựng trong 18 tháng rồi, tới bây giờ đạt được một cái thỏa thuận một phần như thế này mà không có toàn phần, thì đấy là một tin tốt cho phải không? Còn hơn không nữa sao Nam? Đó là bật sự căng thẳng cho phải không? Nhưng ông ta nói thế này, như vậy sự hy sinh của người dân Có và doanh đáng nghiệp không? của đảng hay không? Đó, thấy không? Ở đó là ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, chứ không phải là Đảng Dân chủ nữa. Đảng Dân chủ thì chưa có ai ai lên tiếng, do đó chúng tôi không không có biết. Rồi ông Peter Navarro thì ông ta nói thế này: bố tại sao mình đã dùng việc quan thuế làm cái đòn bẩy để mà đây là đánh luôn cái mô hình của Trung Cộng đi, thấy không? Bây giờ tổng thống này là không áp dụng quan thuế nữa, có mặt đặt bằng quan thuế nữa, và đồng thời bỏ quan thuế, không phải bỏ nữa, bây giờ cháu lớn lớn như vậy. Thì ông Peter Navarro nói: ủa bây giờ tại sao lại bây giờ mình làm có đòn bẩy nào khác nữa là không? Mà anh biết khi mà không đề cập đến quan thuế, tức là rơi vào cái mong muốn của ông chủ tịch Tập Cận Bình. Cái mong muốn ông chủ tịch Tập Cận Bình là làm thế nào là dẹp bỏ quan thuế, đúng không? Cũng giống như bên Bắc Triều Tiên vậy, làm thế nào đừng nói đến chứ đó, đừng nói đến dỡ bỏ phi hạt nhân hoàn toàn, và đồng thời dỡ những lệnh trừng phạt, thì cũng giống như trường hợp của ông Tập Cận Bình, tức là bỏ, là không đề cập đến quan thể, tức đó là ông Peter Navarro, tức là một trong những người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhiều như vậy á. Rồi ông Ben Stein, tức là hội đồng quan hệ đối ngoại, ông cho biết thế này: cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump và phái đoàn của Mỹ không đề cập đến đậu nành này, chất đốt này, là khí tự nhiên này, cái điều này rơi vào trong trường hợp mong muốn của ông Tập Cận Bình, Nguyễn Xuân Nam. Như vậy chứng tỏ rằng những cái điều mà không đề cập đến đều rơi vào cái mong muốn Tập Cận Bình trơn á. Thứ nhất là thuế này, cái thứ hai an ninh quốc gia này, tức là ảnh hưởng đến các cái công ty công nghiệp này, rồi là tiền tệ này, rồi cái vấn đề đầu nành là vấn đề khí đốt tự nhiên này. Như vậy cái đó là rất quan trọng mà bên phía Trung Cộng họ cần anh Nguyễn Xuân Nam. Thế thì tại sao Nam, cái này anh Nam có hỏi có bộ tại sao thì cái chính sách thay đổi như vậy, cái vấn đề chính sách thay đổi có nhiều cái yếu tố, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Thì cái thứ nhất á, bây giờ Tổng thống Donald Trump, khi mà trước đây khoảng 2 tuần thôi, Tổng thống Donald Trump cũng ngon lành lắm, nói: ô tôi không cần cái vấn đề mà một cái thỏa hiệp thương mại với Trung Cộng đâu, là có thể sau mùa bầu cử vẫn được như thường. Mình Tổng thống Donald Trump còn nhấn mạnh thế này: nếu như mà Trung Cộng có khôn ngoan á, thì phải ký có một cái hiệp thương trước đi, chứ đừng để sau khi mà tôi tái đắc cử á, thì mà còn khó khăn hơn nữa. Thì điều đó nó thay đổi, có sự thay đổi, tức là có ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử. Ảnh hưởng mà cái lớn nhất cái này chúng tôi đề cập đến á, tức là làm thế nào Tổng thống Donald Trump thể hiện mình là cái deal maker mode, tức là mình có khả năng deal cái vấn đề, cái thương thuyết mà ông đã tuyên bố. Cái điều thứ hai mà Tổng thống muốn nói nữa, tức là người ta đè nặng lên trên vai và trên đầu của Tổng thống Donald Trump là tại sao cuộc chiến tranh thương mại kéo dài đằng đẵng như vậy, chứ đó Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết một phần nào đó. Và đồng thời, vừa rồi thì quý vị thấy cái vấn đề mà impeachment, tức là luận tội ấy, có nó liên quan đến cái vấn đề Ukraine đó, Nguyễn Xuân Nam. Thật ra Tổng thống ngày 25 tháng 7 có nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine, thưa ông Zelensky, vấn đề nói là trao đổi qua rồi. Ông có thể rằng là ông điều tra điều trẻ chứ cha con có cựu phó tổng thống, tức là ông Joe Biden, cho tôi nghe. Do đó là vấn đề bây giờ là đang ồn ào, mà quốc hội bây giờ đang tìm cách để có những bằng chứng để mà luận tội, thưa quý vị.
Rồi, đó là yếu tố thứ ba. Và yếu tố thứ tư vừa rồi á là cũng một cái đài truyền hình là Fox News, mà đài truyền hình này luôn luôn là đứng về phía Tổng thống Donald Trump, ủng hộ Tổng thống Trump mạnh mẽ từ khi mà trước khi mà chiến dịch bầu cử cho đến khi mà đắc cử cho đến hôm nay. Thì đài Fox News, thưa quý vị, thì tuần vừa rồi họ làm một cuộc khảo sát thì để xem thử là cái số cử tri họ ủng hộ vấn đề cái cuộc luận tội là bao nhiêu và họ chống lại cuộc luận tội là bao nhiêu. Thì bên Fox News đã đưa ra một con số rằng là các cử tri và người dân muốn luận tội tổng thống lên đến là 51% ở số nào. Thì cái con số này sợ gì mà người ta đưa ra cái tỷ lệ này á, là tại sao người ta nói CNN hoặc là NBC vân vân những cái đài khác, tại vì những cái đài đó thì người ta cho gọi là truyền thông phe tả hoặc là truyền thông thổ tả vân vân, thì người ta đưa con số này tức là cái con số của Fox News mà cái đài truyền hình này luôn luôn thân cận với tổng thống Donald Trump. Mà tuy nhiên bữa hôm đó là mới đọc cái tính cũng không vui là vẫn người Việt Nam. Khi mà Fox News đưa 51% này á thì anh biết tổng thống Donald Trump phản ứng như thế nào không? Fox News đã phạt bồi rồi. Fox News đưa tin xấu, tại sao đưa tin như vậy? Tại sao không đưa tin tốt cho tôi mà tại đưa tin xấu? Không nói vậy. Tại sao không tìm những tin tốt mà đưa đi? Những việc làm tôi tốt như thế này tại sao lại không đưa tin, mà tại sao đưa tin đi 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 thăm dò chỗ nào vậy mà đưa đến 51% như vậy đó. Tại sao một tổng thống làm việc ngon lắm như thế này, làm việc tốt như vậy mà đi tìm luận tội người ta? Ông cũng chống đối Fox News vào ngày hôm đó nữa, số năm rất là mạnh mẽ trong đó. Rồi không nhận Fox News thì quý vị còn thì như là cuộc khảo sát tương tự của Washington Post chẳng hạn, là Post cho là thì vào đầu tháng 10 ấy, thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ người Mỹ mà ủng hộ luận tội cho Tổng thống Donald Trump đến 58%. Đó. Thì những cái quyết định khi mà Quốc hội bắt đầu đưa ra để mà cái cuộc luận tội á, thì cái số này nó tăng lên từ 49% đến 58% thưa quý vị. Giống như cuộc khảo sát của Post ABC thì cho thấy là ít hơn một nửa thì họ nói rằng Quốc hội phải bắt đầu thủ tục luận tội của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, thì những yếu tố đó, tức là về chính sách của Tổng thống Donald Trump có thể thay đổi người số 5. Không biết anh người số 5 còn cái, những yếu tố nào nữa thưa anh? Có cái điều Tổng thống Trump này cũng bẻ lái, nhiều lúc cũng bẻ lái cũng tương đối dư thân hơi gắt. Anh nhớ 2017 không? Đòi tha bom Bắc Hàn, tiêu diệt Bắc Hàn, rồi là bôi lửa với sự hận Hận thù, thù, dạ. đúng không? Thì tới 2018 á lại là si tình, là những bức thư tình, rồi 2019 lại đứng chờ đợi biên giới cả tiếng đồng hồ chờ gặp Bắc Hàn, mong muốn được gặp Bắc Hàn, và còn cách Obama nữa. Obama xin hoài À, cái cũng ông được, cũng không được gặp. mà tôi xin thì được, thì rồi ra bức bèo lái vĩ đại đối với Venezuela thì cũng làm y xèo lắm. Nhưng bây giờ đến giờ này sao Maduro vẫn còn ngồi đó, Guaido vẫn là đối lập và tình hình nó gần như là không tiến triển gì hơn. Rồi với Hồng Kông thì giờ cũng không đứng ở phía Hồng Kông, mà cái người đấu tranh dân chủ Hồng Kông họ rất là thất vọng, họ rất là thất vọng. Ông cứ nói tại sao là cái cuộc biểu tình đầu tiên á thì lên cả đông đảo như vậy, bây giờ nó tụt xuống tê tạm như vậy, là cái biểu tình nó không có đứng được, để tự giải quyết đi. Thì người Hồng Kông á, hiện nay họ đang chỉ trích Mỹ rất nặng nề, cũng đầu voi đuôi chuột và nhiều cái thứ đầu voi đuôi chuột khác. Do vậy một cái chính sách mà la lối rất là to lớn, ví dụ quay trở lại vấn đề thương chiến này, họ lên tiếng rất là lớn, nào là phải này phải nọ phải kia phải khác là đủ thứ. Cuối cùng bây giờ một cái deal đơn giản chỉ một vài chục tỷ biết kiếm mua hàng, vậy thì làm lớn chuyện gì? Vậy thì là làm lớn. Là 18 tháng 3 cho nên cái ông mà kinh tế gia ông nói câu 18 tháng nay nước Mỹ chịu đựng như thế này nè, để đổi lấy cái điều như thế này có đáng không? Mà cái mà xưa nay anh phản bác hết á, bây giờ thì anh chấp nhận cái tệ nhất về anh ký và anh cho là thành công. Cái xưa nay anh phản bác hết á là cái mà
không ký từng phần, bây giờ chấp nhận ký từng phần, thì có thể nói rằng cái sự thay đổi rất lớn như vậy, quay ngược trở lại như vậy, bất chấp mọi thứ, thì ta hỏi tại sao nó xảy ra, tại sao như vậy? Thì ta nói là tổng thống hiện nay đang đứng trước cái tình trạng rất là khó khăn anh Bùi. Tổng thống đứng tình trạng rất khó khăn, tại vì thứ nhất á là những cái thăm dò nó rất là đáng buồn. Những cái thăm dò, những cái có nhiều hãng thăm dò nước Mỹ, có hãng thăm dò như là tờ Washington Post và South School Survey, thì hãng thăm dò này vào đầu tháng 10 nó có 58% người Mỹ ủng hộ quyết định là Quốc hội luận tội và cách chức Tổng thống Donald Trump. 58% anh Bùi. Và như vậy đó, và 49% cho rằng Quốc hội đã đúng để bắt đầu cuộc điều tra và luận tội. Thì chúng ta thấy còn riêng cái, đó là cái đài, còn riêng cái đài mà những cái cơ quan mà đài Fox News như anh Bùi nói là đài ruột của ông Tổng thống Donald Trump đó, thì con số mà dân chúng Mỹ mà ủng hộ cái việc mà luận tội và cách chức Tổng thống Donald Trump lên đến 51%. Thì trước đây á, vào tháng 7 á, con số này có 42% nên nó tăng lên 9%. Mà anh biết rằng đối với Tổng thống á, cái việc mà tái đắc cử rất là quan trọng. Việc tái đắc cử rất là quan trọng. Bởi vì muốn được làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, cho nên ông ta ra lệnh điều tra cái vụ Biden the Ukraine. Và cái vụ đó dẫn đến cái vụ bãi nhiệm bây giờ, phải không? Thì anh thấy, mà bây giờ các báo chí nói là các khách hàng thăm dò dư luận nói là cái đa số trên 50% cho dù đài thân của Tổng thống nhất là đài Fox đó, cũng 51%, phải không? Còn cả đài như Washington Post lên tới 58%. Thì như vậy Tổng thống đứng trước cái tình trạng là có thể bị thất cử. Rồi cái thứ hai nữa, những cái đài khác nó thông thăm dò thì ông Biden dẫn trước Tổng thống tương đối khá xa, 14 điểm nữa cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay. Và thậm chí bà Elizabeth Warren, thậm chí Bernie Sanders đều có thể dẫn qua Tổng thống. Điều cho thấy là cái chance mà Tổng thống thất bại trong cuộc mà tái tranh cử này rất là cao. Thì Tổng thống không muốn nhìn thấy một nền kinh tế nó suy sụp. Bởi vì cái con bài kinh tế đó là cái phao cấp cứu duy nhất mà Tổng thống có bây giờ để mà thuyết phục người cử tri bỏ phiếu cho ông ta. Thất nghiệp thấp, kinh tế tăng trưởng, thị trường chứng khoán gia tăng, đúng không? Kinh tế ổn định, đó là những cái, nói chung là về mặt kinh tế đó là cái phao cấp cứu đối với Tổng thống. Tổng thống cho rằng ông đang làm tốt công việc và người dân Mỹ đang hưởng cái thời kỳ thịnh trị, phải không? Này của nền kinh tế, tại sao là ông phải thất bại? Mà nếu như mà bây giờ đó là cái phao duy nhất mà cấp cứu để mà cứu chữa cho cái thành công của Tổng thống Donald Trump, mà cái phao đó nó bị sụp đổ đó vì kinh tế, vì chứng khoán xuống, vì thất nghiệp gia tăng, vì này vì nọ đó, thì ông không còn cái chỗ nào tựa nữa. Trên bằng mọi cách ông phải tựa vào cái nền kinh tế này. Trên Mỹ trong thời gian gần đây đó, trở thành hối hả, vội vã và nhượng bộ Trung Cộng gần như toàn bộ các vấn đề để giải quyết cái vấn đề có một cái bản hợp đồng thương diễn để giữ cho nền kinh tế đó, chứng khoán khỏi bị dao động, kinh tế khỏi bị dao động. Và khi cái đó nó không bị dao động thì Tổng thống Trump có cái cơ hội để nói với cử tri rằng dưới thời đại của tôi kinh tế nó tốt đẹp, cho nên quý vị ủng hộ tôi thêm nhiệm kỳ nữa. Do vậy người ta nói tất cả những quyết định lần này đã thoát từ một sự sợ hãi của Tổng thống, là sợ hãi bị thất cử. Tất cả làm chỉ vì chức Tổng thống, sợ hãi bị thất cử, chỉ only như vậy thôi. Thì sự thay đổi chiến lược và bỏ vũ khí xuống, không em đấu với Trung Cộng nữa, cũng chỉ vì như vậy thôi. Mà cái này Nam còn nói rằng là cả nên là cho như vậy là Mỹ nhượng bộ hoặc là vấn đề mình Hồng Kông chẳng hạn, thưa quý vị, cái điều này không phải, thưa quý vị.
cái điều này là ý của tổng thống Donald Trump mà thôi. Khi mà quý vị còn nhớ rằng khi mà bên phía Hồng Kông lấy một phong trào cao điểm nhất, tức là mọi người xuống biểu tình, thì tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng nói rằng là quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ cho vấn đề Hồng Kông. Thì khi bên phía Trung Cộng thì họ lên tiếng rằng thế ngờ bây giờ tổng thống Donald Trump là muốn lấy Hồng Kông làm đồng bảy cho thương chiến nữa đấy, phải không? Do đó tổng thống Donald Trump không có để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng vậy không có nghĩa là đất nước Mỹ không quan tâm đến Hồng Kông đâu quý vị. Quý vị còn nhớ rằng là quốc hội có một cuộc điều trần với những nhà mà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông theo Nguyễn Xuân Nam. Đó. Thì thượng nghị sĩ Rubio đã tiếp xúc với những nhà đấu tranh dân chủ, tức là mấy là anh trẻ ở Hồng Kông á, trong đó có Chí Phong là Châu Quốc Hoàng Chí Phong. Hoàng Chí Phong thưa quý vị. Như vậy chứng tỏ đất quốc hội Mỹ vẫn quan tâm trong vấn đề Hồng Kông như vậy không? Thì tuy nhiên tổng thống Donald Trump vẫn gọi là không màng để mà thôi. Rồi trong cuộc chiến đó thưa quý vị, thì hai người dẫn đầu đầu tiên á trong cái phái đoàn Mỹ á, là hôm thứ năm và thứ sáu á, tức là dẫn đầu từ từ trong những cái cuộc mà họp hành qua lại trước đây từ lâu rồi á, tức là ít nhất là 15 nói tức là 13 15 vòng, trong đó tổng cộng là 13 vòng là chính thức á, thì trong đó có ông Mnuchin tức là Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông Roy Lighthizer tức là nhà đàm phán hàng đầu của tổng thống Donald Trump á, thì ông anh biết là bộ tài chính á, thì ông Mnuchin ông nói sao Nam biết không? Không. Cái vấn đề thao túng tiền tệ của Trung Cộng rất là nan giải, rất là khó khăn trong vấn đề này mà không có đề cập đến. Do đó là ông Mnuchin là người trong nằm trong phái đoàn á. Thế như vậy, tức là khi mà ông lên tiếng như vậy, tức là mình hiểu như thế nào là nghĩa ra, đúng không? Rồi phía ông Rudolph Lighthizer tức là trưởng đàm phán á, thì ông vẫn nói thế này nè. Ông cái thỏa thuận này không giải quyết cái số phận của Huawei, tức là an ninh quốc gia. Thế như vậy hai ông nói bỏ tay luôn như thế này. Như vậy chỉ có cuộc thỏa thuận đạt được một cái điều duy nhất, đó là làm thế nào lấy lòng được giới nông dân của Hoa Kỳ. Mà quý vị biết nói nông dân của Hoa Kỳ trong đó có hai tiểu bang Wisconsin và Pennsylvania, thì hai tháng vừa rồi họ mất mùa, và đồng thời là các nhà sản xuất chế biến ra các cái tiểu bang đó cũng bị thua lỗ rất là nhiều lần xuống Nam, rất khó. Bởi vậy với tổng thống Donald Trump rất là lo sợ hoang mang cho cái ngày bầu cử mình sắp tới đây. Như vậy là có một cái thỏa thuận hoặc là sơ bộ hoặc là phần một, theo tổng thống Donald Trump thì nói là phần một đến xuống Nam. À, thì tổng thống Donald Trump nói là không phải là phần 1, còn phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 nữa thì vẫn để tiếp tục nữa, thì đây mình đi từng phần mà thôi. Thì tuy nhiên thì quý vị biết rằng là thì trước là tổng thống Donald Trump không có phần, có không có phần, có là khoảng là chứ trơn á, là cứ tới là một cái thỏa thuận đầy đủ luôn thôi. À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng là nhưng cái gặp gỡ khó khăn trong cái bối cảnh hiện nay của các nhân viên của tổng thống Donald Trump, trong đó có trưởng phái đoàn tức là ông Robert Lighthizer, thì ông cũng lên tiếng như vậy. Như vậy có nghĩa là bây giờ Huawei họ vẫn còn đứng sừng sững như vậy. Cái nhất, cái thứ hai vấn đề ông bộ trưởng bộ tài chính tức là Mnuchin, vấn đề kỳ phá giá tiền tệ, thao túng tiền tệ không thể giải quyết trong thời gian, nếu như mà phía Trung Cộng cứ tiếp tục phá giá tiền tệ như vậy nữa, thì quý vị thấy cái hàng hóa của Hoa Kỳ nó cạnh tranh có nổi không? Người ta chấm dò hỏi cho anh Nguyễn Xuân Nam. Thì đây là một cái bản mà thỏa ước gây thất vọng, gần như là nó khá dữ dằn. Thì có nhiều người cho rằng bỏ qua một bên tất cả những vấn đề to lớn, nghiêm trọng dẫn đến cái cuộc chiến tranh thương mại gần như bị bỏ lãng. Một cái điều đơn kỳ giản tôi nói cho hay, cái điều như thế này là Mỹ đã từng ra trong cái sát sinh 301 đó, cái điều tra sát sinh 301 đó, là vấn đề rất là nòng cốt, là trước khi mà trừng phạt của Trung Cộng, đánh thuế Trung Cộng đó, thì không có cái này không có đánh thuế được. Đó là cái sát sinh gì? Nó nói về cái intellectual property, sở hữu trí tuệ, và trong vòng băng cấp cái sở hữu trí tuệ này, thì họ cái bản điều tra sát sinh 301 này để chứng minh rằng Trung Cộng đã ăn cắp trí tuệ như thế nào, như thế nào, như thế nào, như thế nào. Bộ Quốc phòng Mỹ nó một năm Trung Cộng ăn cắp như vậy là 600 tỷ Mỹ Kim. Vậy bây giờ họ đánh thuế lại để lấy lại cái tiền đó để trừng phạt
để gỡ lại cái tiền đó. Đó là cái cơ sở để đánh thuế. Bây giờ cái chuyện đánh thuế, còn đánh thuế hay không? Không ai biết. Không ai biết. Unclear. Nó không rõ ràng. Mới hình thôi. Mới cái hàm ý thôi. Mới cái ám chỉ thôi. Chưa rõ ràng. Ngay cả những cái chuyên viên về kinh tế nước Mỹ cũng không biết rằng là cái thỏa thuận này ông Trump có còn đánh thuế nữa không. Mà nếu không đánh thuế nữa thì Mỹ đã chấp nhận Trung Cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ. Như vậy những cái sát sinh 301 trước đây, những điều tra trước đây, những tuyên bố trước đây là vứt vào thùng rác hết. Dơ cao đánh sẻ, đầu voi đuôi chuột. Câu trước đá câu sau, câu sau đá câu trước. Lập trường bất nhất. Cho nên người ta nói này, nếu Mỹ mà cứ tiếp tục như thế này thì các nước đồng minh, các lãnh tụ thế giới không biết cách nào để mà deal với Mỹ. Không biết được. Tại vì anh nói một điều rồi anh làm ngã. Anh phản bác hết tất cả. Rồi bây giờ anh quay lại anh nhận tất cả. Anh phản bác, anh yêu cầu thật cao. Cuối cùng ta kêu là đòi Coca-Cola không có. Thì nước cống xài cũng được. Đúng không? Yeah. Hồi trước là nước cống mà dư giấy chê. No, tôi làm người giấu nước cống được. Tôi hiểu Coca-Cola trong hộp, đóng hộp lành này kia. Nhưng bây giờ Coca-Cola không có. Thôi cho tôi xin ly nước cống này. Thì cái đó, đó nếu các bạn to thuận này ký đó, là coi như một bản tuyên ngôn đầu hàng của Mỹ đối với Trung Cộng. Tại vì các vấn đề khác không giải quyết được. Cái đấu tranh làm gì? Mà nếu Mỹ không đấu được Trung Cộng thì ai đấu được Trung Cộng trên trái đất này? Thì chấp nhận đế chế Trung Cộng thay thế cái trật tự thế giới hiện nay. Nếu Mỹ không đấu được Trung Cộng thì ai sẽ là người đấu được Trung Cộng? Nếu Mỹ không dám đấu thì ai dám đấu? Nếu không tin vào được Mỹ thì tin vào ai? Nước Mỹ làm không những người dân Mỹ thất vọng mà một thế giới thất vọng. Tôi là người, tôi có những một vài cái điều bất đồng tổng thống Trump về chuyện này nọ, nhưng mà tôi là người ủng hộ tổng thống Trump tuyệt đối trong cuộc đấu Trung Cộng về kinh tế. Tôi đối ủng hộ tuyệt đối, tôi nói chỉ cần tổng thống Trump làm được cái việc này thôi, ông là tổng thống vĩ đại nước Mỹ rồi. Nhưng bây giờ thì nếu chúng ta đứng trước nhận cái bản thương ước như thế này thì thực sự trong lòng tôi có sự thất vọng. Cũng buồn anh Nguyễn Sơn Nam. Dạ. Trong lòng tôi có sự thất vọng. Thì trước khi mà chia tay quý vị ngày hôm nay thì chúng ta biết là không biết, nhưng mà như thế này còn có được không nữa. Là đây là mới chỉ văn bản nói miệng thôi. Cái đây như là thứ nói miệng thôi. Còn từ đây đến đó, có những đêm tổng thống Trump ngủ cũng giật mình, biết mình đăng ký cái gì đây. Và dư luận báo chí sẽ nói cái gì đây. Và ông tổng thống Trump có thể thay đổi điều gì đây. Vì dân Mỹ phản ứng cử tri như thế nào, có lợi, có hại cho cuộc chạy đua của tổng thống. Thì chắc chắn nó còn thay đổi nhiều đến mùi. Dạ. Thì thưa ông Nguyễn Xuân Nam, bây giờ là mới qua ban quá tặng là chúng vừa vậy thôi, thì tổng thống Donald Trump nói đây là một cái bước đầu tiên thôi mà, đây là một giai đoạn 1, còn giai đoạn 2, còn giai đoạn 3 nữa, và cũng chưa hết đâu, tại vì bây giờ mới trao đổi qua bằng miệng thôi, còn có thể làm văn bản nữa, rồi đến tháng có thể là đầu tháng 11 á, rồi sắp tới còn buổi họp ở tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới ở Chile, thì Nguyễn Xuân Nam, thì khi đó là hai bên, tức là phía tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình, thì khi này mình xem sẽ mới ký kết theo cái tiến trình như vậy. Như vậy không biết là có thể thay đổi nữa hay không. Thì quý vị cũng biết là Nam cũng biết là tổng thống Donald Trump mà hôm nay nói như thế này, mai nói như thế khác, có thể thay đổi liên tục như vậy. Thì đó là ý của tổng thống Donald Trump thôi, thưa Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị. Nhưng ở phía Đảng Cộng Hòa, tức là phía mà ủng hộ cho tổng thống Trump vẫn lên tiếng những việc làm tổng thống Donald Trump thì có thể thay đổi những thứ nào chứ không phải như vậy. Thưa quý vị biết rằng là từ đầu khi mà cuộc chiến thương mại anh em chúng tôi
ta luôn luôn ủng hộ Tổng thống Trump, ta làm thế nào để đánh cho Trung Cộng họ sụp đổ cái nền kinh tế của họ đi, tại vì họ ăn cắp chứ không phải là thực chất của họ. Chúng như anh em chúng tôi đã từng nói là cái Trung Cộng họ không có một băng sáng chế nào ở trước năm Việt Nam hả, trong cái giải Nobel á, là trong đó hòa ba cái hòa bình, cái văn chương, cái gì đó kỹ thuật thôi, như, công nghệ vậy. Nhưng... như vậy thì bên phía Mỹ đã có 168. Ok, vì thấy thì làm sao mà nói chuyện với Trung Cộng họ, họ làm như vậy được, họ có thể là lãnh đạo thế giới được. Nhưng vừa rồi á, họ làm cái thất bại. Mà cái điều này á, bây giờ ông chủ tịch Tập Cận Bình á, là ông rất là vui vẻ. Cái nhất cái vấn đề mà khí đổ là khí đổ thì quý vị trong đó có dầu rồi xăng dầu này cái nọ mà không đề cập đến. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng là giống như là mấy nhà một công tác nói, thì đây là rơi vào cái mong muốn của tổng thống của chủ tịch Tập Cận Bình, và đồng thời cũng giống như sự đầu nành vậy, không đề cập đến chỉ có nông sản mà thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là Trung Cộng họ vẫn có những cái thị trường khác như Brazil rồi chẳng hạn, thì đó là một cái mà làm cho bên phía ông Tập Cận Bình rất là vui. Cái thứ hai nữa, tức là quý vị, cái vấn đề cái này chúng tôi có nói về thưa anh Nguyễn Xuân Nam là áp thuế. Bên phía Trung Cộng họ sợ là cái áp thuế, là tại vì hàng hóa xuất cảng á, của Trung Cộng qua Hoa Kỳ rất là nhiều, anh Nguyễn Xuân Nam, do là cái kim ngạch nó chênh lệch rất nhiều, mà nếu như đánh thuế nhiều á, như vậy thì quý vị họ rất là sợ lắm. Như vậy khi mà không đề cập để áp thuế được, quan thuế nữa, do đó Tập Cận Bình rất là vui. Cái thứ ba nữa là vấn đề an ninh quốc gia, mà các cái công ty công nghệ của Trung Cộng họ đang lo sợ. Bên cạnh đó họ lo sợ, và bên cạnh đó họ sẵn sàng để thay thế cho những cái linh kiện mà họ có thể không mua được ở Mỹ. Như vậy vừa song song như vậy, thì như vậy không đề cập được đến an ninh quốc gia. Vì vậy thấy nếu không đề cập đến an ninh quốc gia này á, bây giờ phải trả lời như thế nào với Đức Quốc, với Pháp, với Anh Quốc, mà khi đã nói rồi. Ta là công ty viễn thông Huawei, là một công ty viễn thông lớn nhất của Trung Cộng, là cái công ty này có cái cửa hầu sao á, tức là lấy những cái tin tức của chính quyền ăn cắp những cái cấp này khác, thì bây giờ không đề cập đến nữa. Thì đó là một cái mà đang nhức nhối. Cái thứ tư là cũng là quan trọng, mà Bộ trưởng Bộ Tài chính đó, ông Mnuchin, Steven Mnuchin, ông tuyên bố hôm thứ Sáu nói là vấn đề tiền tệ của Trung Cộng. Tiền tệ rất quan trọng lắm, mà ông Mnuchin ông nói thế này rất là khó điều lắm, bây giờ không đề cập gì đến. Đó là những cái mà hoàn toàn có lợi cho bên phía chủ tịch Tập Cận Bình. Có một điều có lợi cho tổng thống Donald Trump, tức là tổng thống Donald Trump là thể hiện cái khả năng của mình, tức là tôi làm được make a deal, tôi có khả năng thuyết phục và làm được một thỏa thuận, và đồng thời báo với dân Mỹ biết rằng thỏa thuận giữa cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng đã được hồi kết quả, tức là sau 18 tháng đã có một cái điều, đó là một cái vinh dự, đó là một cái chiến thắng cho tổng thống Donald Trump. Nhưng bên cạnh đó quý vị thấy rằng là phía Đảng Cộng Hòa, còn biết anh Nam có đọc một vài comment của bên phía Đảng Dân Chủ không? Mình chưa đọc được cái đó. Chứ còn bên Đảng Cộng Hòa thì có một vài vị lên tiếng, và các thương gia, các công ty công nghệ thì họ lên tiếng rất là nhiều rồi. Thế như vậy thì họ nói rằng đây là một chiến thắng lớn nhất cho tổng thống Donald Trump trong một cuộc chiến tranh thương mại mà do tổng thống Donald Trump khởi động, đã có một cái kết quả. Còn phía người dân tiêu thụ của Hoa Kỳ vẫn còn là chịu cái mức thuế như vậy. Cái này chúng tôi đưa ra là quý vị thấy từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, người dân Mỹ đã đóng 34 tỷ Mỹ kim. Và mới tháng 7, tháng 8 thôi, tháng 8, tháng 9 thôi, mới chính lịch thôi quý vị, là nó tăng lên 48% người dân Mỹ, tiêu thụ của Mỹ đóng là 6.5 tỷ Mỹ kim rồi. Tức là mới một tháng thôi quý vị, tức là tăng lên đến 48%. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump vẫn khăng khăng như thế này, vấn đề áp thuế, đánh thuế hàng hóa nhập cảng của Trung Cộng, thì chỉ có Trung Cộng là chịu tất cả mọi cái phí tổn đó, đem tiền vào cho ngân khổ của Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ không có chi ra một xu nào hết trơn. Đúng rồi, nhưng thực tế, người dân Hoa Kỳ đã chi ra là 34 tỷ Mỹ kim trong thời gian vừa qua. Thưa anh, sau này. Để kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, thì những ai mà theo dõi cuộc thương chiến này, thì đó là một cái
kết thúc nó không mong đợi. Thứ hai nữa là cái ấn tượng lớn nhất mà người ta có được khi nói tới Hoa Kỳ là đổi giọng. Nó kêu a change of tone, đổi giọng. Và nói cách khác như ngôn ngữ tiếng Việt mình đó, là nói vậy và không phải như vậy. Có khi tệ hơn vậy nữa. Thì hoàn và cái đó về mặt lâu hậu đó, cái tính integrity, tính nhất quán nó bị mất. Và tính cái sự tin tưởng, cái trọng lượng, cái lời nói mình nó bị giảm trên chính trường của thế giới. Là chúng ta sẽ ăn nói như thế nào với các cường quốc trên thế giới này. Ngay cả các nước nhỏ nữa. Chúng ta làm chưng hửng nhiều người quá. Không, mà nhưng có cái điều mà thì với Việt Nam mình còn nói câu, thì anh nghĩ thế nào, anh nghĩ sao? Có như là quân tử khôn á, thì chứ đó, thường đi nói đi lại lại, ví dụ dân Nam, mà quân tử dài thì nói một lần mà thôi à. Có như là nói dứt khoát một lần. Thì cái điều đó không biết có động với Tổng thống Donald Trump hay không. Rồi thêm một điều mà chúng tôi cũng hơi không phải chúng tôi cho chủng chính sách của Tổng thống Donald Trump hoặc là này cái nào thưa quý vị, không phải như vậy, mà chúng tôi muốn đưa ra những cái sự kiện mà đang xảy ra và xảy ra ở trên đất nước Hoa Kỳ cũng như trên thế giới như vậy để quý vị thấy. Nhưng có một điều thì ngay cả trong Tổng cộng họ nói rằng là một lần bất tín thiên vạn lần thì họ không tin nữa, họ rất sợ. Do đó thì nói chung thì cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc kinh tế vừa qua thì quý vị thấy rằng là kết luận cho thấy thì một số mà bên vực cho Tổng thống Donald Trump thì nói Tổng thống Donald Trump làm điều rất là đúng, đây là giảm nhẹ sự căng thẳng và đồng thời giảm nhẹ sự bất an ở trên thế giới, tức là người ta lo sợ được vấn đề mà cái cuộc chiến tranh kéo dài. Cái thứ hai nữa, tức là Tổng thống làm điều này rất là tốt cho người tiêu dùng và đồng thời rất tốt cho đất nước Hoa Kỳ khỏi rơi vào cái nền kinh tế nó suy sụp. Đó là những cái ý kiến của người bảo vệ và đồng thời họ bảo vệ thế này. Như vậy, Tổng thống tỏ ra tức là có khả năng để giải quyết và làm được những cái thỏa thuận mà có thể Tổng thống mong đợi được. Đó là cái quá trình trong thời gian vừa qua, tức là thứ năm, thứ sáu giữa hai phái đoàn đàm phán, thưa quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị, chào anh Mười. Xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới, và cũng không quên chúc quý vị và anh Nguyễn Xuân Nam luôn luôn mạnh khỏe, và nhất là anh Nam giữ gìn sức khỏe để còn phục vụ và cống hiến những cái tin tức và những cái bình luận xảy ra không những tại Hoa Kỳ mà còn thế giới, và đặc biệt có những cái tin liên quan đến Việt Nam, và mong rằng anh chị em trẻ ở Việt Nam theo dõi cái chương trình để biết được tình hình trên thế giới xảy ra như thế nào. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và xin chào anh Nam.